Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Kiev rơi vào cửa tử của Nga. Tình hình ở Ulenda đang diễn biến nhanh chóng. Theo các nguồn tin Ukraine, binh sĩ Kiev đã được lệnh rút lui, nhưng họ lập tức rơi vào trận địa Nga giăng sẵn, thương vong lớn. Theo quốc, quân đội Ukraine được cho là đã chiếm được các vị trí phía tây của làng Vestnoye sau các hành động tấn công gần đây. Ngược lại, lực lượng Moscow đạt thành công ở phía nam Sumy. Quân đội Nga đang phản công ở nhà máy tổng hợp theo hướng Volkan trên mặt trận Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tại New York thuộc Donetsk, quân đội Nga đã chiếm được làng Lidipita theo hướng Pokrovka. Lực lượng Moscow đang cố gắng vượt qua Selidov từ phía Bắc và có thêm những thành công nữa ở Sukulino, nơi họ được cho là đã chiếm được phần phía đông của ngôi làng và đột phá vào trung tâm. Tình hình ở Ulenda đang diễn biến nhanh chóng, máy bay Nga dồn dập ném bom toàn khu vực. Theo các nguồn tin Ukraine, binh sĩ quân đội Ukraine đã được lệnh rút khỏi thành phố, nhưng việc này rất nguy hiểm, chỉ có khoảng 1/2 số người sống sót sau cuộc sơ tán. Trong mọi trường hợp, lực lượng Kiev chỉ có thể tháo chạy qua cửa tử mà Nga đã mở sẵn và phục kích bằng hỏa lực, thương vong lớn là không thể tránh khỏi. Nga tung đòn chí mạng ở Sukulino. Trung tâm tiếp tế phía tây nam của lực lượng Kiev ở Selidov đang bị tấn công trong khi các trận chiến giành làng Sukulino đang gần đến đỉnh điểm. Lực lượng Moscow tấn công trung tâm ngôi làng bằng đòn chí mạng và giờ là lúc để nói về những hành động tiếp theo ở phía bắc và nhiệm vụ với Selidov. Trên thực tế, quân đội Nga đang bao vây thành phố từ phía nam và hướng tới vùng ngoại ô phía tây nam. Tại đây có tuyến đường đi qua, dọc theo đó thành phố được cung cấp thông qua đường tránh. Động mạch cung cấp chính chạy dọc theo đường cao tốc E50 từ Pokrovka chảy vào Selidov từ phía bắc. Một khi Vyshnevo thất thủ, quân đội Ukraine sẽ không còn lựa chọn nào khác. Đây sẽ là đòn chốt hạ đối với quân đội Ukraine đồn trú ở Selidov. Lữ đoàn mạnh nhất Ukraine tê liệt trước cách đánh mới của Nga. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 theo chuẩn NATO của Ukraine được điều từ mặt trận Rabotino về Adivka và sau đó là Kharkov để làm nhiệm vụ cứu hỏa, nhưng đã bị Nga đánh cho mất sức chiến đấu. Tờ The Times của Anh đã đăng bài viết của phóng viên chiến trường của báo này tại Ukraine, trong đó phỏng vấn các sĩ quan, binh sĩ của lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 chủ lực tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine. Đơn vị được trang bị rất nhiều vũ khí của NATO, đặc biệt là vũ khí hạng nặng được sản xuất tại Mỹ và Đức. Chất lượng chỉ huy và huấn luyện của lữ đoàn 47 cũng thuộc hàng tốt trong quân đội Ukraine. Được điều từ mặt trận Rabotino về tăng viện cho Adika từ tháng 1, nhưng lữ đoàn đã không thể ngăn được sự sụp đổ của pháo đài này và phải lùi dần về phía tây bắc Adika, đông Pokrovka, tâm điểm của cuộc giao tranh ở khu vực Donetsk. Kể từ khi chiếm được Adika vào tháng 2, quân đội Nga đã tập trung tấn công theo hướng Pokrovka. Đây là trung tâm giao thông. Nếu quân đội Nga chiếm được Pokrovka, sẽ làm lung lay sự ổn định của tuyến phòng ngự Ukraine ở phía đông nam Donetsk. Trong các cuộc phỏng vấn, các sĩ quan và binh sĩ Ukraine thừa nhận sự tiến bộ của quân đội Nga. Chính những tiến bộ này đã mang lại chiến thắng. Trước hết, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật cứng nhắc là sử dụng quân số và hỏa lực theo kiểu lấy thịt đè người để tiến hành các cuộc tấn công trong trận Adivka. Mặc dù chiến thuật này mang lại áp lực tinh thần lớn cho quân đội Ukraine, nhưng lại dễ bị tổn thất nặng nề khi đối mặt với bầy đàn UAV, FPV và hỏa lực pháo binh dày đặc của Ukraine. Tuy nhiên, giai đoạn cuối, lực lượng Kiev đã hết đạn pháo, chỉ còn chống trả bằng hỏa lực súng bộ binh, trong khi UAV bị quân đội Nga chế áp điện tử nặng, không thể cất cánh. Chiến thuật mới hiện được quân đội Nga sử dụng là tổ chức đột phá dưới dạng trung đội, nhưng được chia thành những nhóm tác chiến 3 người nhằm tăng mật độ quân tấn công mặt trận. Các nhóm chiến đấu này phối hợp chặt chẽ với nhau, đôi khi có sự hỗ trợ của pháo binh hoặc xe tăng phía sau, sau đó lặng lẽ tiếp cận các vị trí của đối phương và tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ.
Các đội chiến đấu này của Nga đã được huấn luyện nhuần nhuyễn và vũ khí họ mang theo cũng được nhắm mục tiêu theo yêu cầu chiến thuật. Nếu trận đánh thất bại, quân đội Nga sẽ không hành động liều lĩnh mà thay vào đó sẽ để các nhóm yểm trợ cho nhau và rút lui về phía sau với sự hỗ trợ của pháo binh. Nếu cuộc tấn công thành công và chiếm được các điểm chiến thuật then chốt, họ sẽ ngay lập tức chuyển vào trạng thái phòng ngự lâm thời, giữ bàn đạp cho quân đội phía sau tiếp tục tiến lên. Ngược lại, nếu không thể tiến lên được, lúc này coi như họ đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, phát hiện trận địa của quân Ukraine, sau đó ngay lập tức gọi phi pháo hoặc máy bay ném bom chiến thuật, thả bom lượn có điều khiển vào trận địa đối phương. Các trận đánh theo chiến thuật trên có thể tấn công hoặc phòng thủ, quân đội Nga có thể phân tán hoặc tập hợp rất linh hoạt. Tuy nhiên, những chiến thuật này như vậy cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực của người chỉ huy cấp dưới và việc huấn luyện binh lính. Từ đó có thể thấy quân đội Nga đã học được chiến tranh trong chiến tranh và hiệu quả chiến đấu của họ đã được cải thiện rất nhiều so với giai đoạn đầu của cuộc chiến. Đó là điều đáng lo ngại với quân đội Ukraine. Lữ đoàn Anh Cà Đỏ của Ukraine mất sức chiến đấu nghiêm trọng. Trong các cuộc phỏng vấn, các sĩ quan và binh lính của Lữ đoàn 47 cũng thừa nhận rằng họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Cuộc giao tranh tàn khốc đã thiệt hại rất nhiều quân số và vũ khí trang bị. Nhiều binh sĩ đã kiệt sức nhưng tuyến phòng thủ lại liên tục bị vỡ. Hiệu quả chiến đấu của Lữ đoàn 47 đã bị suy yếu nghiêm trọng. Không quá lời khi nói rằng khả năng chiến đấu của Lữ đoàn 47 đã bị tê liệt. Khá nhiều vũ khí trang bị của Mỹ như là xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đắt tiền và xe chiến đấu bộ binh M2 Bentley đã bị quân đội Nga phá hủy. Những xác xe cháy ngổn ngang trên chiến trường, một số xe tăng bị kíp xe bỏ rơi đã bị Nga thu giữ làm chiến lợi phẩm. Lữ đoàn 47 được biên chế theo chuẩn NATO với 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, được trang bị xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, 1 tiểu đoàn xung kích, 1 tiểu đoàn bộ binh thông thường, 1 tiểu đoàn xe tăng được trang bị các dòng chiến tăng hiện đại nhất là Leopard 2 của Đức và M1 Abrams của Mỹ. Về hỏa lực trợ chiến, Lữ đoàn 47 được biên chế 1 tiểu đoàn pháo binh gồm 5 đại đội, trong đó có 1 đại đội pháo tự hành 155mm M109 do Mỹ sản xuất, 1 đại đội pháo xe kéo 122mm D30 và 1 đại đội pháo phản lực phóng loạt 122mm BM-21 đều do Liên Xô sản xuất, 1 đại đội chống tăng với vũ khí hỗn hợp, 1 đại đội tên lửa phòng không tầm thấp. Đánh giá chung hỏa lực rất mạnh và trang bị cũng rất tiên tiến. Tiền thân của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 47 là Tiểu đoàn Biệt kích 47 đã tham gia trận chiến tấn công và phòng thủ Bắc Mark bi thảm. Sau khi chịu tổn thất nặng nề, họ quay trở lại hậu phương, được NATO huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại, đồng thời được mở rộng thành lữ đoàn. Đây từng được coi là hình mẫu cho quân đội Ukraine theo định hướng của NATO. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 lần đầu tiên tham chiến tại Rabotilo trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 và phải mất hơn 3 tháng xoay sở vất vả, họ mới tiến được 10 km nhưng lại bị tổn thất nặng nề. Sau khi bổ sung quân số, Lữ đoàn 47 được chuyển đến khu vực Adipka vào đầu năm 2024. Sau khi Adipka thất thủ, Lữ đoàn phải tiếp tục củng cố từng bước để chống lại cuộc tấn công của Nga về phía tây Adipka. Sau đó, Lữ đoàn 47 cùng với các lực lượng khác tham gia vào trận chiến phòng thủ Poprocker và có tổn thất. Hiện tại, lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Ukraine này đang đổ máu ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga với hàng loạt xe tăng Leopard và Abrams tối tân bị thiêu cháy.